và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Bị bạn nhậu đánh tử vong vì hát karaoke bài gọi đò. Chỉ vì một bài hát karaoke mà mất đi một mạng người. Ngày 21 tháng 9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Vũ, 28 tuổi, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là Đinh Việt Linh, 44 tuổi, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành. Cụ thể khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, anh Nguyễn Quốc Việt 30 tuổi, ngụ xã Phú Phong có tổ chức nhậu tại cửa hàng mua bán máy móc của mình với nhiều người tham gia, trong đó có Nguyễn Thành Vũ và Đinh Việt Linh 44 tuổi, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành. Quá trình nhậu, giữa Vũ và Đinh Việt Linh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau về việc Linh hát karaoke. Theo đó, Vũ không hài lòng khi Linh hát bài gọi đò vì bài hát này có liên quan đến cha vợ Linh và người cha vợ này đã mất rồi nên không được hát. Trong lúc nóng giận, Vũ cầm một cục bê tông lao vào đánh Linh. Linh thì lấy một cây kéo loại cắt cành cây trong cửa hàng của anh Việt rượt đuổi theo Vũ chạy ra đường tỉnh 864 đâm một nhát vào bên hông phải của Vũ. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương quá nặng, anh Linh đã tử vong.